Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Mr. Ton. Như vậy, sau nhiều đồn đoán, mẫu tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-75 đã ra mắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Chiếc máy bay mới này được gọi với cái tên Checkmate. Đáng chú ý, trong đoạn video giới thiệu, Rostec có đề cập đến những khách hàng tiềm năng như Việt Nam, Ấn Độ. Xuất hiện hình ảnh Hà Nội và lá cờ đỏ sao vàng làm dân tình ta vô cùng phấn khích. Quả thật không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng dậy sóng trước tiêm kích tàng hình mới của Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử, tập đoàn Rostec Nga đã làm được một điều kỳ diệu đến thế. Họ đã thành công trong việc khêu gợi để giới chuyên gia quân sự quốc tế và công chúng trên toàn cầu tò mò, bàn tán xôn xao về chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ mới. Mình sẽ điểm sơ qua các thông số kỹ thuật và thông tin về chiếc máy bay này. Máy bay đang được phát triển bởi công ty Sukhoi, một phần của công ty sản xuất máy bay thống nhất thuộc tập đoàn nhà nước Rostec. Máy bay được định hướng cho việc xuất khẩu. Đây là một chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ 5 với một động cơ. Nhà phát triển là phòng thiết kế Sukhoi. Chuyến bay đầu tiên dự kiến vào năm 2023. Giá thành của máy bay vào khoảng 30 triệu USD một chiếc. Các thông số kỹ thuật cơ bản như vận tốc tối đa Mach 1.8 đến 2, bán kính chiến đấu 1.500 km, tải trọng vũ khí 7,4 tấn, động cơ lực đẩy vector linh hoạt. Có nhiều khả năng máy bay sẽ được sử dụng động cơ của dự án 30, là dự án phát triển động cơ cho chiến đấu cơ Su-57, biến thể chiến đấu cơ hạng nặng tàng hình của Nga. Máy bay Su-75 có thể mang tới 5 tên lửa không đối không tấn công cùng lúc 6 mục tiêu. Định danh của máy bay là Su-75. Có vẻ là nghịch đảo của số 57. Số 5 và số 7 dường như cũng là những con số may mắn của Sukhoi. Có thể thấy rằng đây là một máy bay ra mắt nhằm bổ sung khoảng trống chiến thuật cho máy bay Su-57. Những thông số kỹ thuật của tiêm kích tàng hình Su-75 vừa được tập đoàn Rostec ra mắt tại triển lãm hàng không quốc tế MASK 2021 đã khiến giới chuyên gia sửng sốt và kinh ngạc. Bỏ qua những sự hào nhoáng bước đầu thì rất nhiều ý kiến cho rằng Su-75 Checkmate là chiếc máy bay mang nhiều nét tương đồng với thiết kế của chiếc X-32 và chiếc X-35 của Mỹ. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi thiết kế của chiếc Su-75 không có sự đột phá. Trước những cái luồng ý kiến trái chiều khen và chê, mình xin đóng góp cái ý kiến ở góc độ cá nhân của mình. Trước tiên là nhìn vào chiếc Sukhoi Su-75, mình có thể thấy rằng đây là một máy bay có thiết kế thanh thoát, gọn nhẹ, có nhiều sự kế thừa từ Su-57. Thiết kế của máy bay mang nhiều dáng dấp của một chiếc máy bay tàng hình thế hệ thứ 5. Máy bay sử dụng cánh đuôi hình chữ V, nắp buồng lái kéo về phía sau giống như Su-57. Điểm nhấn lớn nhất trên thiết kế của Su-75 đó là việc nó sử dụng cửa hút không khí hàm dưới nằm ngay ở phía dưới mũi máy bay. Các cái vấn đề cũng nảy sinh từ đó. Có nhiều ý kiến cho rằng Su-75 Checkmate đạo nhái lại thiết kế của mẫu máy bay thí nghiệm X-32. X-32 là một mẫu máy bay thất bại trong cuộc đua tìm kiếm máy bay tiêm kích tàng hình một động cơ thế hệ mới cho quân đội Mỹ vào những năm 1990. X-32 do tập đoàn Boeing phát triển cạnh tranh với X-35 của tập đoàn Lockheed Martin. Kết quả cuối cùng, X-35 đã giành chiến thắng và trở thành chiếc F-35 phiên bản đã được thịnh hành ngày nay. Còn X-32 thì được trở thẳng tới viện bảo tàng. Quay trở lại với chiếc Su-75, nhìn bên ngoài thì chiếc Su-75 có khá nhiều điểm trùng hợp với chiếc X-32. Trước hết là thiết kế cửa hút khí hàm dưới. Tiếp theo là cánh đuôi chữ V hợp nhất giữa cánh đuôi đứng và cánh đuôi ngang. Vì vậy, nếu chỉ nhìn bề ngoài mà cho rằng Su-75 sao chép thiết kế của X-35 thì khá là gượng ép và bất cẩn. Nói về sao chép thì Trung Quốc là quốc gia hàng đầu về sao chép vũ khí của Nga. Tuy nhiên, để sao chép được những vũ khí giống như Trung Quốc đã làm, chúng ta có thể thấy rằng Trung Quốc có trong tay nhiều nguyên mẫu cũng như nhiều tài liệu kỹ thuật được chuyển giao từ phía Nga hoặc các nguyên mẫu Trung Quốc mua hoặc bằng một cách nào đó mà Trung Quốc có được. Còn đối với Nga, trong việc thiết kế Su-57 hay Su-75, chắc hẳn không thể có một nguyên mẫu hay một tài liệu nào về thiết kế của chiếc X-32 lại có thể nằm trong tay các nhà thiết kế của Nga. Bởi xét về mối quan hệ giữa Nga và Mỹ thì điều đó khó và gần như chắc chắn là không xảy ra. Vậy thì tại sao thiết kế của Su-75 của Nga lại có thiết kế hao hao với những thiết kế đi trước như vậy? Cần phải hiểu rằng, về cơ bản, tất cả các chiến đấu cơ cất cánh trên đường băng ngắn đều phải đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật vật lý giống nhau, tương tự nhau. Bởi vì các đặc tính kỹ thuật vật lý đòi hỏi thiết kế tương tự nhau, chính vì thế tất cả các loại máy bay kiểu này, cho dù là ai chế tạo cũng đều phải hoạt động theo đúng với nguyên lý vật lý. Còn nếu đem cái dẫn chứng là cửa hút không khí ở hàm dưới ngay phía dưới mũi máy bay để làm dẫn chứng
thì xin thưa rằng ở dưới thời Liên Xô không thiếu các thiết kế như vậy. Điển hình như mẫu thử nghiệm MiG-IE-8 được thử nghiệm vào những năm 1960 trên cơ sở cải tiến dòng máy bay MiG-21. Vậy dựa trên quan điểm cá nhân của mình thì không có cơ sở nào để khẳng định rằng Checkmate Su-75 sao chép kiểu dáng thiết kế của chiếc X-32. Tất nhiên đây là quan điểm cá nhân của mình. Bạn nào có quan điểm khác thì hoàn toàn có thể để comment ở bên dưới phần bình luận nhé. Và nếu ai làm trong cái ngành kỹ thuật đấy thì giới kỹ thuật người ta thường có một cái câu là đừng bao giờ đi phát minh lại cái bánh xe. Có nghĩa là cái gì người ta có rồi và sử dụng tốt rồi thì mình nên sử dụng. Chính vì thế dù có sao chép hay không thì cũng chỉ cần đó là một chiếc máy bay chất lượng, giá thành phải chăng, tất nhiên nó sẽ nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng tiềm năng. Theo quan điểm của mình, nếu sao chép được cái gì đó mà nó tốt, nó tuyệt vời, nó hoàn hảo thì tội gì mà không sao chép. Điều căn bản là có đủ khả năng, năng lực và kỹ thuật để sao chép không thôi. Thêm nữa, các nền tảng quân sự hàng đầu trên thế giới, họ luôn học hỏi, nắm bắt, kế thừa những thành tựu kỹ thuật của nhau. Đó là một điều hết sức bình thường. Vâng, có cái điều nói vui vui thì mình nhìn cái cửa hút gió của con X-32 có vẻ khá giống như chiếc túi thần kỳ của anh chàng Doraemon, một nhân vật truyện tranh của Nhật Bản. Có lẽ các nhà thiết kế của Boeing hồi đó vừa thiết kế vừa đọc truyện Doraemon chăng? Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay nhớ đừng quên ấn like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.